thật. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật tâm niệm để có một tinh thần cho các đôi vận động viên nam nữ của chúng ta. Và bây giờ nội dung cuối cùng của vòng thi chung kết phần sơ đoạn do phép bắt đầu. Thời gian dành cho vòng sơ đoạn tự do đã kết thúc.